chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bão Chami, gió mạnh dần, mưa lớn, cúp điện ở miền Trung. Từ sáng 27 tháng 10, do ảnh hưởng của bão Chami, bão số 6, tại khu vực ven biển, tỉnh Thừa Thiên Huế như phường Thuận An, Hải Dương, thành phố Huế, các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, huyện Phú Vang cũng như nhiều xã ven biển huyện Phú Lộc đã có gió mạnh kèm mưa to liên tục. Ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho biết, điện đã mất, gió giật mạnh kèm mưa lớn. Chính quyền địa phương đã di rời hơn 10 hộ dân đến nơi an toàn. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, vị trí bão lúc 6 giờ ngày 27 tháng 10 là ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 đến 10, 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão Chami di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h, cường độ ít thay đổi. Bão Chami đã gây gió mạnh ở nhiều khu vực. Tại Thuận An, gió mạnh nhất cấp 8, 18 m/s, lúc 17 giờ 10 ngày 26 tháng 10. Tại Huế, gió mạnh nhất cấp 8, 18,2 m/s, lúc 6 giờ 12 phút ngày 27 tháng 10. Huyện Nam Đông cấp 6, 12 m/s, lúc 6 giờ 12 phút ngày 27 tháng 10. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26 tháng 10 đến 6 giờ sáng nay phổ biến từ 50 đến 100 mm, một số nơi cao hơn như vườn quốc gia Bạch Mã 146,6 mm, Nam Đông 144 mm, Cảng Tư Hiền 129 mm. Nhằm đảm bảo an toàn khi bão Chami ảnh hưởng, tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay cho đến khi có thông báo mới, ngoại trừ lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Điện lực Thừa Thiên Huế đã tiến hành sa thải lưới điện nhiều khu vực ven biển để đảm bảo an toàn. Quảng Nam, gió mạnh dần, mưa nặng hạt. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ khuya 26 đến rạng sáng 27 tháng 10, nhiều địa phương ven biển có mưa vừa và có gió nhẹ. Từ khoảng 4 giờ sáng 27 tháng 10, gió bắt đầu mạnh dần lên và mưa cũng nặng hạt hơn. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, từ thời điểm 5 giờ 10 phút sáng 27 tháng 10, tại xã đảo Cù Lao Chàm đã có gió mạnh cấp 8, sóng biển dữ dội. Trong khi đó, tại các địa phương vùng núi của Quảng Nam, từ đêm qua vẫn tiếp tục duy trì mưa với lượng khá. Nhiều huyện như Nam Trà My, Tây Giang, Đại Lộc đã sơ tán khẩn cấp từ hàng chục đến hàng trăm hộ dân để đề phòng nguy cơ sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong vòng 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số trạm đo mưa ghi nhận lượng mưa gần 100 mm. Đến thời điểm này, Quảng Nam đã sơ tán 4.412 hộ trên 18.306 nhân khẩu tại 10 địa phương gồm Duy Xuyên, Phước Sơn, Tây Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hội An, Nam Trà My, Phú Ninh đến nơi an toàn. Các địa phương đang tiếp tục triển khai sơ tán, di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đà Nẵng, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng. Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có gió mạnh cấp 6, 7. Ven biển thành phố có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu và Cẩm Lệ có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 8, 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11. Huyện Hòa Vang có gió mạnh dần lên cấp 5, 6, giật cấp 7, 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, nên từ sáng sớm nay, 27 tháng 10, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 150 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm. Quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phổ biến 200 đến 350 mm, có nơi trên 450 mm. Quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Huyện đảo Hoàng Sa 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Vào sáng 27 tháng 10, tại thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu có gió mạnh từng cơn. Ông Nguyễn Văn Thương, ngụ quận Sơn Trà cho biết, tối ngày 26 tháng 10 không có gió, nhưng sáng sớm ngày 27 tháng 10, gió đã bắt đầu gió mạnh. Do ảnh hưởng của gió, nhiều bảng quảng cáo, bạt che mưa bị cuốn bay, một số khu vực có cây ngã đổ. Thành phố Đà Nẵng chiều 26 tháng 10 đã ra công điện, đề nghị người dân hạn chế ra đường từ 10 giờ sáng ngày 27 tháng 10. Thừa Thiên Huế, sóng biển tràn qua khu vực bãi tắm Phú Thuận. Theo ghi nhận, sau một khoảng thời gian lặng gió vào sáng sớm, thì tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu có mưa to trở lại, gió giật mạnh.
Tại khu vực bãi tắm biển Phú Thuận, huyện Phú Vang, giáp danh phường Thuận An, thành phố Huế, sóng biển đã tràn qua. Nơi đây đang bị sạt lở nặng với chiều dài gần 1 km. Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng cố gắng đắp vá để hạn chế sạt lở. Chiều cường dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư ở sát phá Tam Giang, đoạn gần cửa biển Thuận An tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An nước ngập vào tới hiên nhà. Còn tại các vùng thấp trũng và đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 49, nước đã dâng cao khoảng 0,2 đến 0,3 mét, giao thông đi lại khó khăn. Đóng cửa 4 sân bay từ sáng 27 tháng 10, phòng tránh bão Trami. Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp nhận, khai thác máy bay tại một số cảng hàng không, sân bay do ảnh hưởng của bão Trami. Đó là nội dung chính trong văn bản mà Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, các sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài, sân bay Đồng Hới, Chu Lai, cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung. Theo đó, thông tin hồi 10 giờ ngày 26 tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Khí tượng Hàng không cho biết, cơn bão số 6, bão Trami có khả năng trực tiếp ảnh hưởng, uy hiếp an toàn khai thác tại một số sân bay. Để đảm bảo an toàn khai thác tại các sân bay, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu khai thác máy bay tại sân bay Phú Bài từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 27 tháng 10. Tại sân bay Đà Nẵng từ 6 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10. Tại sân bay Đồng Hới từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27 tháng 10. Tại sân bay Chu Lai từ 10 giờ ngày 27 tháng 10 đến 10 giờ ngày 28 tháng 10. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đối với cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam cần có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn khai thác tại các sân bay theo quy định. Các cơ quan, đơn vị báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện về Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các cảng hàng không cho phù hợp. Hàng không trực 24 trên 24 giờ ứng phó bão Trami. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, Cục Hàng không Việt Nam đã phát công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc chủ động ứng phó cơn bão Trami, bão Trami. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Cảnh báo Thời tiết MWO dự báo diễn biến cấp độ rủi ro thiên tai mức 3, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Biển Đông. Để chủ động ứng phó cơn bão Trami, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24 trên 24 giờ theo quy chế trực ban phòng chống thiên tai, quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng. Đối với các sân bay, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ, đảm bảo hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai. Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không, phục vụ các nhu cầu của hành khách. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.